xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay lại với trang của xe máy Sài Gòn ha. Thì hôm nay Trang sẽ giới thiệu với mọi người được một dòng xe thì phân khúc tầm trung nè, phù hợp với học sinh, sinh viên hoặc là những bạn đã có kinh tế hơi em hẹp một chút á. Thì như em này là Way Alpha của nhà Honda á. Đây là một dòng xe bán chạy rất là chạy của Honda, bởi vì giá mềm nè, động cơ thì bền bỉ, tiết kiệm xăng. Thì bên Trang đang bán em này là 22.200 ha. Thì tuy giá của nó khá là rẻ luôn, nhưng mà Trang vẫn sẽ hỗ trợ giảm giá lên tới 1 triệu đồng luôn cho những bạn mà liên hệ với Trang qua số điện thoại Trang để trên màn hình á. Sau đó thì Trang có xài Zalo luôn ha. Và đặc biệt em này thì mình chỉ cần trả trước thì tầm khoảng 2-3 triệu thôi. Với những bạn mà chưa có đủ kinh tế để mua tiền mặt á, thì chỉ cần 3 triệu thôi thì có thể sở hữu em này rồi. Và thủ tục của em này thì rất là đơn giản luôn, chỉ cần chứng minh nhân dân thôi. Và đặc biệt là không chứng minh thu nhập nè, không tốn thời gian. Thủ tục góp bên Trang thì tầm khoảng 15 phút là các bạn có thể nhận xe rồi. Như em này thì nãy Trang có nói là tiết kiệm xăng á, 1 lít xăng của em này thì có thể chạy được khoảng 6-70 cây. Rất là phù hợp với thời buổi bây giờ luôn, bởi vì giá xăng bây giờ tăng quá trời tăng luôn. Thì động cơ rất là bền bỉ ha, có thể khi mà nếu mà mình đi kỹ một xíu á, có khi mà 10 năm cũng không hư luôn á. Bởi vì mình đi chán nè, đi học á thì để lại cho em, sau này có điều kiện thì đổi xe khác. Thì Trang sẽ giới thiệu sơ vậy đó ha. Vì giá xe Trang báo thì cũng chưa bao gồm biển số đâu, mình làm biển số ở đâu thì cứ liên hệ với Trang thì Trang sẽ tư vấn cụ thể hơn. Thì hẹn gặp lại mọi người trong clip sau nha, bye bye.